Đấy nhá, mình vừa vào bên cái tòa tháp bên kia đúng không? Và bây giờ mình review cho mọi người cái tòa tháp bên này. Rồi. Sau khi mà hết dịch Covid thì mọi người rất là phấn khởi, đông vui trở lại với cuộc sống bình thường. Đúng không nào? Thì ở đây thì có cà phê buổi tối xung quanh hồ, chỗ uống nước và mọi người vui chơi giải trí, ngắm cảnh rất là đẹp. Đúng không nào? Và đây có một cái nhà hàng cà phê bán đồ lưu niệm rất là đẹp. Đấy, mình sẽ vào qua mình review cho mọi người xem nhé. Đó, đây là cái quán cà phê này. Quán cà phê này. Đấy, mọi người uống cà phê ở đây này. Đó. Đúng nào. Và đây có rất nhiều đàn ông này. Đấy. Và mọi người đang đi du lịch à. Đấy. Và mọi người mua hàng, đặt hàng order ở đây này. Đấy. Và phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời này. Đấy, bây giờ mình sẽ lên trên cái tầng 2 để mình review này. Đây là vách đá, núi đá này. Đó. Mình khám phá là. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Đây, lón lá Việt Nam này. Đèn lồng Việt Nam này. Giống đèn lồng Trung Quốc này. Đấy, mình đến đây mình uống cà phê, mình uống trà này, mình thưởng ngoạn này. Rất là đẹp. Đây là một cái quán cà phê trung tâm. Đấy. Đấy, đoàn của mình kia. Đấy. Đây. Đấy, mọi người đang chụp ảnh này. Đây là một cái cặp vợ chồng rất ok này. Đấy, mình được cô gái này. Và mình được cô gái này. Đấy, cô này. Và mình được một cô gái này. Đấy, chụp ảnh đó. Đây anh em mình đang chụp ảnh review đây. Đây qua một cái cầu đèn lồng đây. Tuyệt vời luôn. Đó. Mình có thể bơi thuyền này. Đấy. Đấy mọi người có thể review này, chụp ảnh ở đây này. Rất là đẹp. Và bên cạnh đây là cái cột tháp truyền hình của Linh Bình này. Đó. Đây là mình tới một cái khách sạn rất là nổi tiếng. Rất là đẹp. Cái khách sạn này là khách sạn Hoa Lư này, 3 sao này. Đó, nhìn rất là đẹp chưa? Và bây giờ mình vào cái bây giờ mình vào cái phố cổ Hoa Lư này. Đấy. Trước khi vào phố cổ Hoa Lư là mình sẽ được các bạn hướng dẫn viên giới thiệu là cái văn hóa ẩm thực của Hoa Lư Linh Bình này. Đấy, phố cổ Hội An này. Đẹp chưa này? Đấy. Đấy, nếu mà anh chị muốn mặc bộ đồ này khá là ok này. Mình mặc này. Đây là các bộ đồ này. Đấy, mình sẽ review cho mọi người đây. Đây là các sản phẩm dịch vụ của người Việt Nam. Đấy. Đây là các loại gương, loại túi này. Đây, phố cổ Hội An đây. Đấy. Mình có các cái sản phẩm này. Đấy, tuyệt vời chưa? Đó, các sản phẩm của phố cổ Hội An đây. Đó. Khá là đẹp.
Đây mình đi mua trên cái dòng phố cổ này thì mình nhìn thấy là cái một cái cảnh rất là tuyệt vời này. Đây, cây đa. Đấy, bây giờ mình vào đây mình xem các sản phẩm của phố cổ Hội An này. Mình thấy tuyệt vời chưa này. Đấy, các sản phẩm của phố cổ Hội An đây. Đây là các sản phẩm gốm sứ. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Vang này. Đấy, đồ gốm sứ này. Mình quay cho mọi người xem các sản phẩm gốm sứ này. Và khởi nguồn của gốm Việt này. Đây chính là cái bảng này. Tuyệt vời chưa nào. Đấy, mình quay cho mọi người đây nhá. Tuyệt vời chưa ạ. À đẹp. Đây. Ấm chén này. Các dạng này. Tinh túy chưa là. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa là. Rất là sắc sảo. Đúng không? Tuyệt vời. Đây. Đây. Phố cổ Hội An đây. Đây, mình quay ra tháp đây. Đấy, các sản phẩm Việt đây. Tre trúc nứa đây. Đây, mọi người nhìn thấy này. Khá là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Đấy, các bé tô tượng. Rất là vui. Và các bé có các trò chơi này. Đấy, ở đây thì có ngắm cảnh, uống cà phê, đồ ăn nhẹ, quán kem. Đó. Đến đây mọi người sẽ review chụp ảnh. Đấy, quán kem này. Rất là tuyệt vời. Đây, mình đang có mặt tại giữa trung tâm phố cổ Hội An đây. À, phố cổ Hoa Lư Linh Bình. Mình cứ nhầm. Đèn lồng đẹp quá. Đó. Đây là các sản phẩm Việt, áo dài, nón. Đúng là. Đó, đồ gỗ mây tre. Đó. Và mình vào đây thì cũng có quán nhậu. Đấy, quán nhậu sản phẩm Việt đây. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy, mọi người sẽ được tham quan phố cổ Hoa Lư Linh Bình, phố đô Hoa Lư Linh Bình đây. Rồi, mình lên trên đây. Đấy, mình có thể ngắm cảnh này. Review này. Đó. Rồi. Đây cũng là quán ăn này. Đồ uống này. Đây mình đang đứng trên phố tầng 2 này. Rồi. Mình hy vọng là tới đây là có đường xuống này. Đẹp quá. Đây mình đang đứng trên tầng 2 mình ngắm này. Đấy. Mình đi vào đây này. Mình ngắm sang bên này này. Đây là chỗ không gian buổi tối này. Ui dồi ôi, đẹp chưa?
Đấy, mọi người đang chụp ảnh review này, khá là đẹp. Đấy, bây giờ mình sẽ vào một cái không gian rất là tuyệt vời. Đây, mình quay lại cái cảnh phố cổ Hoa Lư Linh Bình đây. Đây là nơi mà diễn ra các cái lễ hội, hát các truyền thống văn hóa của Linh Bình. Mình quay cho mọi người cái cấu trúc của cái không gian này. Tuyệt vời chưa ạ? Đấy. Mọi người sẽ nhìn thấy thảm. Ok. Cái đình này dùng để là biểu diễn văn hóa văn nghệ nhé. Đấy. Mọi người sẽ hát xoan, hát đào, rồi hát quan họ, hát giao duyên giống như ở Bắc Linh ở đây. Tuyệt vời chưa ạ? Rồi. Thank you mọi người.